Tuấn Kiệt nào, Tuấn Kiệt thử chia sẻ cái hướng của con nào. Con tính quy luật như nào? Quy luật là này, thầy hiểu ý bạn rồi, thầy diễn tả lại nhá. Chúng ta thấy đây là đây, thầy viết lại đây cho rõ này, 1, 2, 4, 7, 11, 16. Chúng ta tìm quy luật thì theo suy nghĩ tự nhiên là chúng ta xem hiệu nó có thay đổi không, đúng không? Bài này hiệu không thay đổi đúng không? Và một trong quy luật mà hay xảy ra là chúng ta xem hiệu, hiệu này bằng mấy nào? 1. Đúng không? Hiệu này bằng mấy? 2. Hiệu này bằng mấy? 3. Hiệu này bằng mấy? 4. Hiệu này bằng 5. Thế vậy là chúng ta đã thấy có quy luật chưa? Hiệu hơn nhau 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, và chúng ta lại thấy là đúng hướng rồi, đúng không? Vấn đề bây giờ chúng ta phải viết ra chi tiết. Đấy. Viết ra chi tiết là như quy luật Tuấn Kiệt nhá. Số thứ nhất. Số thứ nhất là ok rồi. Mình lấy từ số thứ hai đi. Số thứ hai. Số thứ hai là mấy đây? Là 2. 2 thì bằng 1 cộng 1, đúng không? Đúng này chưa? Đúng không? Đúng Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt làm này đúng không? Rồi, số thứ ba là gì Tuấn Kiệt? Rồi, số thứ ba đây, số thứ ba đây là 4. 4 thì bằng gì con? 4 là bằng 2 cộng 2. 2 cộng 2, đúng chưa cả lớp? Cộng dần lên mà nhá. 2 cộng 2. Số thứ hai, 2 cộng 2. Đó. Nhưng 2 cộng 2 này ta lại thay bằng đây là 1 cộng 1 cộng 2. Đúng không? Rồi. Số thứ tư. Số thứ tư. Nào, bây giờ một bạn cho đầy số thứ tư. Số thứ tư là 7 nào. Giang nào, số thứ tư biểu diễn bằng gì nào? 2 cộng 3 cộng. Gần đúng. Đầu tiên nó phải là 4 cộng 3 đã, đúng không? Đúng không? Đấy, 4 cộng 3 nhá. 4 cộng 3. Rồi, cái 4 ở trên nó chính là số thứ 3 thì ta thay thành 1 cộng 1 cộng 2 cộng 3. Được chưa? Rồi, số thứ 5. Số thứ 5 ở đây là 11. 11. Nào, số thứ 5 11. Vinh nào. Con biểu diễn thầy 11 bằng gì nào? Vinh ơi. Này có Vinh không nhỉ? Thế Vinh ơi. Vinh. Thế Phúc vậy, Phúc nói trước nào, Hoàng Phúc nào. 11 bằng gì con? 7 cộng. Không biết là 7 cộng 4. 7 cộng 4. Rồi, 7 ta lắp cái trên vào, đúng không? 1 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Đúng chưa cả lớp? Thế đến đây chúng ta chỉ cần viết đến số thứ 5 thôi là chúng ta tìm ra quy luật chưa? Ta nhìn số thứ 5 này. 1 cộng một phát từ 1 đến 4. Đúng không? Rồi. Số thứ 4. 1 cộng 1 cho đến 3. Số thứ 3. 1 cộng 1 cho đến 2. Đúng không? Nào. Thế vậy là số thứ 10. Là. Đấy. Bây giờ chúng ta vừa thi quy luật rồi. Bây giờ chúng ta xem số thứ 10 là gì. Giác Hải đâu? Giác Hải đoán cho thầy số thứ 10 là gì? Số thứ 5 là cái cụm từ 1 đến 4 cộng thêm 1 đúng không? Số thứ 4 là từ 1 đến 3 cộng thêm 1. Số thứ 3 là từ 1 đến 2 cộng thêm 1. Vậy số thứ 10 là gì? Giác Hải đâu? Giác Hải đoán cho thầy nào? Hải ơi. Số thứ 10 là từ 1 tới 10. Từ mấy? Nào, cho nói lại, từ mấy? 1 tới 9. À đúng rồi, tới 9, đúng không? 5 thì tới 4, 4 thì tới 3, vậy 10 thì tới 9. Đấy, chúng ta nhìn này, đúng chưa?
Nhưng mà cái thằng số 1 đầu tiên, số hạng đầu tiên vẫn phải có nhỉ? Đúng không? 1 này, chúng ta nhìn nữa. Đấy, dễ bị sót số 1 lắm. Từ 49 thì chúng ta biết công thức rồi. Số đầu cộng số cuối nhân số số hạng chia chia 2. Có bạn nào quên công thức này không? Công thức này dễ nhớ đúng không? Rồi, và sau khi tính ra chúng ta được 46. Đấy. Bạn nãy Thái Hòa tính 56 hay là chắc là tính nhầm ấy Thái Hòa đúng không? 46 Thái Hòa nhá. Thái Hòa tính nhầm thôi đúng không? Quy luật đúng không? Dạ vâng. Ừ. À, chúng ta hiểu quy luật chưa? Ok, trình bày tóm tắt ở đây nhá. Ngân Giang ok chưa? Thế thì bây giờ thầy hỏi nhá. Thế thì số thứ N là. Đấy, lên cấp 2 là chúng ta có nhiều bài nó liên quan đến tổng quát. Nó không phải cụ thể là 10 hay là 30, 100 nữa mà số thứ N là. Nào, đoán được số N là gì? Bạn nào biết giơ tay nào? Bạn nào biết mở mic nói luôn thầy nào? Số N công thức là gì? 1 cộng với cái tổng 1 đến mấy nào? Đến mấy? À, N trừ 1 đúng không? 10 thì 9, N thì đây là N trừ 1. Rồi. Đấy, vậy là chúng ta lúc này N bằng bao nhiêu chúng ta cũng tính được hết nhá. Và đây chính là công thức là gì? Số cuối cộng số đầu nhân số dạng chia 2, chúng ta biết công thức rồi. Nhà tính được không? Đấy, thế ghi thêm một cái công thức ở đây để chúng ta, bạn nào quên chúng ta nhớ nha. Đó là công thức tổng. Tổng nhớ đây, tổng dãy cách đều nhá. Số cuối cộng số đầu nhân số số hạng chia cho 2. Đấy. Rồi, xong câu B.